Bị trói trúng, anh ta bị đá trúng luôn. Ô tô đang đứng ở đường đó là Harry. Anh ta khiêu khích thành công và có tất cả nhân thống. Why not đến và ngăn cản được hình như là cái nhân thống của Donovi vốn vẫn đứng trên bản đồ này. Bị khiêu khích trúng và clear. Anh ta phải nhảy đi nhưng vẫn bị thủng quá. Hòa tức yêu triệu đến Heaven. Thiên đường gọi tên ai đây? Thiên đường gọi tên thành viên của Jerry khi hai người phải lên bảng đếm số. Yeah.